Hey, xin chào các bạn. Như các bạn biết là mảng là một trong những cái mà chúng ta sử dụng khá là nhiều trong các dự án thực tế. Và khi chúng ta làm việc với dữ liệu thì hầu hết chúng ta sẽ xử lý dữ liệu thông qua mảng hoặc là thông qua đối tượng, thông qua object. Đó. Và không ít lần chúng ta sẽ gặp phải những cây như là các bạn muốn loại bỏ những cái giá trị trùng nhau trong một mảng, hoặc là các bạn muốn loại bỏ những giá trị nó là empty, nó là null trong một mảng. Và khi mà gặp những cây như thế thì trong PHP nó cung cấp cho chúng ta hai cái method để giải quyết cái bài toán như vậy. Thì hai method đó là gì thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ok, mình sẽ quay vào cái phần code, mình sẽ tạo ra một cái trang demo như thế này, demo.php như thế này. Thì cái hai cái hàm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ở đây đó chính là hàm array_unique. Hàm này giúp chúng ta loại bỏ những phần tử trùng nhau, và một hàm nữa đó là hàm array_filter. Thì hàm này sẽ giúp chúng ta loại bỏ những phần tử là empty, những phần tử là null ở trong một mảng. Mình ví dụ như thế này để các bạn hiểu được. Thì mình sẽ có demo cho hàm array_unique như thế này để các bạn có thể hiểu được. Giả sử mình có một dãy số, một mảng là dãy số như thế này. Mình có các số 1, 2, 3, 5, rồi 6, rồi 3, rồi 4, rồi 3, rồi 2, rồi 1, 6 như thế này, rồi 10. Giả sử mình có một cái mảng là dãy số như thế này, mình sẽ in nó lên. Mình sẽ in cấu trúc của cái mảng này lên để các bạn có thể xem được. Đó, thì dãy số này của mình là number như thế này. Sau đó mình chạy nó lên, mình chạy file demo lên thì các bạn sẽ thấy mình có một cái mảng như thế này. Sau đây mình ở đây mình đang bị thiếu mất một dấu phẩy. Đây, mình thiếu mất một dấu phẩy ở đây. Đó, mình chạy lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy mình có một cái dãy số nó như thế này. Đó, và ở đây có rất nhiều giá trị đang bị trùng nhau như là 1, 3, 6, kiểu như vậy. Bây giờ mình muốn loại bỏ những giá trị trùng nhau thì trong PHP chúng ta chỉ cần sử dụng hàm array_unique như thế này, unique như thế này, và chúng ta truyền cái mảng mà chúng ta muốn loại bỏ giá trị trùng nhau, ở đây là number. Đó, sau đó mình gán nó vào một cái biến mới là new number như thế này. Sau đó mình sẽ in lại lên thì các bạn thấy là kết quả mình sẽ được một cái mảng mới với cái phần tử trong mảng này sẽ không bị trùng nhau nữa. Đó, ok chưa? Đó, và tiếp theo mình sẽ nói về một hàm loại bỏ những giá trị là empty trong mảng, thì nó chính là hàm array_filter như thế này. Đó, thì hàm array_filter nó cho phép chúng ta loại bỏ những phần tử là rỗng, là empty hay là null ở trong mảng. Ví dụ đây mình có một dãy số như thế này, và trong dãy số này có những giá trị là null, có những giá trị là rỗng đây. Đó, đó, mình chạy lên, đây lại là null, giả sử như vậy, rồi mình lại có giá trị là rỗng, rồi lại có giá trị là null. Mình sẽ in cái mảng này lên. Đó, mình sẽ in nó lên bằng cách là mình sẽ khai báo new bar như thế này. Sau đó mình chạy lên thì các bạn nhìn thấy đây, cái mảng này của mình nó đang bị rỗng. Đó, rất nhiều phần tử bị null và rỗng. Đó, bây giờ mình muốn loại bỏ tất cả những cái giá trị bị null và rỗng trong cái mảng này thì mình chỉ cần sử dụng hàm array_filter như thế này. Mình tạo ra một cái biến là array_filter. Đó, mình tạo luôn cái biến như vậy và mình dùng hàm là array_filter. Mình sẽ truyền vào cái mảng mà mình đang muốn loại bỏ giá trị rỗng. Đó, sau đó mình chạy lại cái mảng mới này, chạy cái mảng mới này lên để các bạn so sánh nó với mảng cũ. Thì các bạn thấy lúc này tất cả những cái giá trị rỗng đã bị loại bỏ ra khỏi cái mảng mới, và nó chỉ lấy những cái giá trị có sẵn, không bị rỗng ở trong mảng cũ thôi. Đó, thì hai hàm này là hai hàm giúp chúng ta xử lý dữ liệu khá là hiệu quả trong thực tế. Đó, thì ở demo này, ở video này mình giới thiệu cho các bạn hai hàm này. Hy vọng là các bạn sẽ ứng dụng nó hiệu quả trong cái project hoặc là trong công việc hàng ngày của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ subscribe kênh YouTube của Suntech để có thể đón nhận những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.